Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Lưu Piano, một kênh YouTube chuyên biệt hướng dẫn về học đàn piano cho những quý vị lớn tuổi theo một cách học dễ nhất. Trong video ngày hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh đến một vấn đề rất quan trọng đối với người học đàn piano, nhất là những quý vị tự học, đó là nhịp phách quý vị nhé. Bởi vì gần như rất nhiều quý vị khi quý vị tập đàn, quý vị không quan tâm đến nhịp và quý vị đánh nó sẽ bị lỡ nhịp, mà cái linh hồn của âm nhạc chính là nhịp phách. Một ca sĩ hay là một người chơi đàn nếu mà đánh sai nhịp thì không có gì tệ bằng, nghe nó rất là khó chịu, không khác nào chúng ta ăn cơm gặp phải sạn. Chính vì thế khi quý vị chơi đàn, quý vị phải hết sức lưu ý cho tôi cái phần máy gõ nhịp, nhịp phách. Đây là một cái máy gõ nhịp cơ này, nó có rất nhiều loại gõ nhịp, quý vị có thể dùng điện thoại làm máy gõ nhịp cũng được. Còn đây là một cái máy gõ nhịp cơ, thì cũng như là khi quý vị mua đàn ở Tuấn Lưu Piano thì trong 11 phụ kiện tặng thì tôi sẽ có một cái máy gõ nhịp. Thế hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách cách để làm quen với các tiết tấu mà quý vị hay thường gặp. Chúng ta sẽ để ở cái này là tempo, là tốc độ là 84 quý vị nhé. 84 này. Đó. Tách tắc tích tắc. Nếu như quý vị đang nhìn trên hình ảnh, nếu như quý vị chơi bắt đầu nốt đen. Nốt đen có nghĩa là một đập là một nốt này. Đấy, tôi ví dụ đây tôi chơi một nốt, nốt la này. Quý vị thấy không ạ? Nốt đen đấy. Còn nếu khi quý vị áp dụng vào chạy với gam này, đó, đây là nốt đen, một nốt một đập, đó, quý vị cứ tập đi tập lại và quý vị làm quen với tiết tấu nốt đen. Cứ đi lên đi xuống. Được chưa ạ? Ok, đấy là nốt đen quý vị nhé. Là một nốt một đập, quý vị đã hình dung bao giờ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đến tiếp một cái âm hình. Nó gấp đôi, đó là nốt móc đơn. Móc đơn, như quý vị đang nhìn trên hình ảnh. Nếu như mà đưa vào chạy gam đô trưởng thì nó sẽ là như sau. Đấy, móc đơn. Rồi tôi lại đánh lại nốt đen để quý vị thấy sự khác nhau này. Đồ, rê, mi, một nốt một đập. Đây là nốt đen. Tiết tấu nốt đen. Móc đơn này. Đấy là nốt đen và nốt đơn mà chúng ta hay gặp nhiều nhất, và khi quý vị chạy gam quý vị sẽ tập với tôi hai cái đó để chúng ta mới là ở tốc độ 84 nhé. 84, khi quý vị quen là chúng ta cho nhanh lên nữa thì tốc độ của nó sẽ còn nhanh hơn nữa và lúc đó đánh nó sẽ khác, nhưng ở đây tôi sẽ để một tốc độ thôi để cho quý vị làm quen. Đầu tiên là nốt đen rồi, sau đấy là móc đơn, bây giờ chúng ta sẽ đến nốt tiết tấu móc giật, có nghĩa là như quý vị đang nhìn trên hình ảnh nó sẽ có là một nốt móc đơn chấm dôi, sau đó sẽ có một nốt móc ép. Thì cách đánh của nó sẽ giống như nốt móc đơn nhưng mà nó giật một chút, người ta gọi là móc chấm giật, và những cái tiết tấu này hay dùng trong những cái bài hát hành khúc vậy nhá. Đó, nó tạo thành cái móc giật như thế. Đưa vào gam này.
đấy. Quý vị có thể bật video đánh theo tôi, một lúc là sẽ quen. Như vậy chúng ta đã được thêm một âm hình nữa, tiết tấu nữa, gọi là âm hình nốt đen đầu tiên này, hai là móc đơn, và thứ ba là nốt chấm giật. Đấy, người ta gọi là móc giật hay là gọi là chấm giật. Bây giờ tôi sẽ đánh cả ba này cùng một cái tốc độ là 84. Bây giờ tôi sẽ đánh cả ba cái âm hình để quý vị sẽ thấy cùng một tốc độ nhé. Đen trước này. Sang móc đơn này. Móc giật này. Đấy, quý vị thấy không ạ? Như vậy là chỉ trong một lúc thôi quý vị có thể chơi được ba loại âm hình tiết tấu rồi. Và khi quý vị bật máy gõ nhịp lên thì nó sẽ làm giúp cho quý vị càng ổn định nhịp rất là tốt. Và sau này quý vị đánh, quý vị có thể không cần dùng máy gõ nhịp thì quý vị chơi vẫn giữ được nhịp. Nhưng với những người mới học thì nhất định phải có máy gõ nhịp để nó hỗ trợ cho quý vị trong quá trình tập đàn nó hiệu quả nhất. Một cái âm hình thứ tư mà quý vị thường gặp đó là âm hình nốt móc kép. Bốn nốt móc kép. Đấy, quý vị thấy không ạ? Bốn nốt này nó có giá trị bằng một đập. Như vậy chúng ta nếu mà để 84 nó sẽ nhanh bằng gấp 4 lần nốt đen. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Quý vị thấy không ạ? Nếu mà để 84 nốt đen mà đánh nó móc kép 84 này thì có nghĩa là nó bằng 8 x 4 bằng 32, 320 của nốt đen. Nó nhanh như thế. Đấy, nó gấp 4 lần mà. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Và bây giờ đưa vào chạy gam này. Chúng ta sẽ đánh cái nốt đập vào đây này, đập vào đây và đập vào đây này. 1 2 3 4 mà, nó đập vào đây mà. Các bạn 1 2 3 4. Đấy. Tiếp theo đập vào đây này. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Như vậy chỉ với một tốc độ máy gõ nhịp 84 nhưng quý vị vừa mới tập mà tôi hướng dẫn quý vị bốn âm hình tiết tấu nốt đen, móc đơn, chấm dứt và nốt móc kép thì quý vị đã thấy là nó đã chuyển đổi rất là nhanh, tốc độ khác nhau. Ngoài ra chúng ta còn rất nhiều cái âm hình khác nhưng hiện tại trong cái video này tôi chỉ hướng dẫn quý vị bốn âm hình mà hay dùng nhất để quý vị luyện được như thế đã là tốt lắm rồi quý vị nhé. Đây mới là một tay. Còn nếu ghép hai tay vào với nhau, nó sẽ cấp độ khó hơn nữa. Đây mới là một quãng 8. Nếu như ghép đánh hai quãng 8, nó sẽ khó hơn nữa. Và ghép hai tay ở hai quãng 8, nó sẽ khó hơn nữa. Nhưng cái quan trọng là tôi muốn là quý vị phải hiểu được nó và quý vị tập ngay từ đầu. Mỗi ngày quý vị làm một tí. Mỗi ngày quý vị tập một tí. Mỗi ngày quý vị hãy mở cái video này của Tuấn Lưu Piano ra quý vị tập theo. Thì tôi tin rằng quý vị sẽ làm được. Hy vọng rằng sau khi xem xong cái video này sẽ giúp cho quý vị định hình được về phần tiết tấu và luyện tập nó. Bởi vì cái tiết tấu rất quan trọng. Ngay từ đầu quý vị tập đúng thì sau này quý vị sẽ chơi đúng. Còn nếu quý vị không để ý mà sai nhịp, sai tiết tấu thì sau này quý vị sửa sẽ rất khó. Bởi vì phần tiết tấu rất quan trọng. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các video bổ ích tiếp theo của Tuấn Lưu Piano. Nếu quý vị có nhu cầu cần tìm hiểu về những cây đàn piano cơ sản xuất tại Nhật Bản cho con em mình được học tập hay là mua cho chính quý vị chơi
xin mời quý vị hãy liên hệ với Tuấn Lưu Piano. Chúng tôi làm kho đàn, chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về. Chúng tôi vừa bán buôn, bán lẻ. Và khi quý vị mua đàn, chúng tôi sẽ lựa chọn cho quý vị những cây đàn có chất lượng còn tốt nhất. Chúng tôi tự tin với điều đó bởi vì chúng tôi là những người học nhiều năm về đàn piano. Chúng tôi là những thợ kỹ thuật bậc cao, là những chuyên gia về đàn piano cơ đã được các chuyên gia Nhật đào tạo. Chúng tôi không cần phải một bên thứ ba hay và dựa vào một cái tờ giấy nào để nói về chất lượng của từng cây đàn, mà khi cây đàn về Việt Nam, chính chúng tôi sẽ là những người thẩm định, là những người test trực tiếp những cây đàn để chọn ra những cây đàn có chất lượng tốt nhất bán lẻ cho quý vị. Chính vì thế quý vị hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng ở Tuấn Lưu Piano. Quý vị không cần phải nhờ ai đến xem đàn, mà chúng tôi sẽ tư vấn giúp cho quý vị có những nhận định, những hiểu biết về những cây đàn piano cơ được sản xuất tại Nhật Bản, và từ đó giúp cho quý vị đưa ra cái quyết định mua những cây đàn có chất lượng tốt nhất với giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình nhà quý vị định đầu tư. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của Tuấn Lưu Piano. Tuấn Lưu Piano, kho đàn chuyên piano cơ lớn nhất miền Bắc. Không cam kết bán đàn piano cơ giá rẻ nhất, nhưng chúng tôi cam kết bán đàn piano cơ đã qua sử dụng từ Nhật Bản có chất lượng tốt nhất. Hầu hết những cây đàn piano cơ cũ nhập khẩu từ Nhật Bản đều đẹp về hình thức, nhưng sự khác nhau chính là chất lượng âm thanh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chúc quý vị luôn là người tiêu dùng thông minh.